Rau má hay còn được gọi là tích tuyết thảo, liên tiền thảo, có tên khoa học là Centella acetica apiaceae thuộc họ hoa tán. Rau má được biết đến khá phổ biến với công dụng trị bỏng, chảy máu cam, giải độc, sốt, trị viêm gan vàng da, táo bón, mụn nhọt, mất sữa và hạ huyết áp. Rau má có vị ngọt, đắng nhẹ, tính bình, không gây độc hại cho cơ thể, có tác dụng chữa thổ huyết, tả lị, bạch đới, khí hư, giải độc, giải nhiệt, lợi sữa và thông tiểu. Central Pharmacy sẽ giới thiệu tới các bạn 5 bài thuốc từ cây rau má. Bài thuốc thứ nhất, để chữa triệu chứng táo bón, bạn hãy nghiền nhuyễn 30g rau má và bôi lên vùng bụng dưới. Bài thuốc thứ 5, bạn có thể điều trị đau bụng kinh và đau lưng bằng cách thu hoạch rau má khi hoa nở, sau đó phơi khô và tán nhỏ, uống một lần vào buổi sáng với 2 thìa cà phê cho mỗi lần uống.